Xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay trong cái clip này em xin hướng dẫn đến toàn thể các bác một cái cách test nước sạch nhé, test nước RO. Đấy thì trước mắt các bác đây là một cái máy lọc nước RO của em. Thì cái máy lọc nước này thì em đang sử dụng là cái màng RO down, đấy, nguyên nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ các bác nhé. Đấy thì để kiểm tra được cái màng RO này, cái chất lượng nước sạch có ở trong cái màng RO này ra. Đấy thì các bác kiểm tra bằng cách là chúng ta lấy cái nguồn nước từ từ màng RO trực tiếp chảy ra nhé, không phải là lấy trực tiếp từ vòi như này các bác nhé. Đấy, bình thường chúng ta lấy vòi, lấy nước từ vòi này thì nó sẽ qua các cái lõi khoáng chất. Đấy thì cái nước này nó sẽ được bù các khoáng chất. Thì khi mà chúng ta kiểm tra qua bằng bút thử nước hoặc là máy điện phân thì nó sẽ không chính xác các bác nhé. Đấy, để kiểm tra được cái nguồn nước RO tinh khiết thì chúng ta bắt buộc là em đổ đi rồi nhé, là chúng ta bắt buộc phải lấy từ cái màng RO đấy, và chúng ta lấy từ cái bình áp này các bác nhé. Đấy, nguồn nước đây là chúng ta lấy từ cái bình áp này. Đấy, đây là cái đường ống dẫn từ từ dây à từ màng RO xuống. Đấy thì chúng ta bắt buộc lấy từ đây nhé. Đấy thì giờ em sẽ trực tiếp em lấy cái nguồn nước này đây, và cái cốc này nhá, thì em có ghi là nước RO đây. Đấy, bây giờ em sẽ khóa cái bình áp lại này. Đấy, giờ em khóa cái bình áp lại nhé, và em lấy cái nước sạch từ trực tiếp từ cái màng RO ra. Đấy, màng RO này là màng RO down của Mỹ nhá. Đấy, rồi đây em cho máy đang chạy lọc trực tiếp đây. Đấy thì chúng ta lấy nguồn nước sạch từ đây thì nó sẽ chính xác hơn. Đấy, còn nếu mà các bác lấy từ cái vòi trên thì nó đã chạy qua các cái quả đây này, các cái quả lõi khoáng này. Đấy, nó chạy qua các cái quả lõi khoáng này thì cái chất lượng nước không phải là nó bẩn, mà là nó sẽ không phải là nước tinh khiết nữa, mà nước lúc 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 đấy chúng ta lấy thì là nó đã có bù khoáng chất rồi nhé. Đấy thì khi mà nó đã có bù khoáng chất rồi thì chúng ta đo nó không chính xác. Đấy, giống như là việc các bác là mua chai nước La Vi ấy, nếu mà các bác dùng bút thử nước TDS các bác đo nó có thể lên tới mấy trăm ppmu đấy, là nó không chính xác các bác nhé. Đấy, muốn đo được cái nguồn nước RO chính xác hay không thì chúng ta phải lấy sau màng. Đấy, sau màng RO đây, như em đang lấy đấy là lấy nước sau màng RO nhé. Đấy rồi, thì em sẽ cho cái nước này nó chảy đầy vào cái cốc này nhé. Đấy, em đang lấy trực tiếp luôn. Đấy, máy đang chạy đấy, và em sẽ test nước qua màng RO đấy, sau sau màng RO và cái nguồn nước máy bình thường. Đấy, để xem cho các bác xem là cái chất lượng nước của hai cái loại này nó khác nhau như nào. Đấy, nước sau khi đã lọc qua màng RO nó sẽ là bao nhiêu, và nước sau nước máy đấy chúng ta dùng thì nó sẽ là bao nhiêu nhé, xem nó có đảm bảo an toàn vệ sinh nhé. Đấy, em cho cái cốc này đầy luôn. Đấy, gần đầy rồi. Em cho đầy bằng miệng luôn nhé. Đấy, rồi bây giờ nó đã được đầy rồi. Giờ em tiến hành em lắp lại cái vòi này vào cái bình chứa nhé. Và tiếp theo đây em sẽ lấy một cái cốc nước này, em ghi là nước máy đây, lấy trực tiếp từ vòi ra nhé. Đấy, đấy em cũng cho đầy cốc như này. Đấy, bây giờ em sẽ trực tiếp em test hai cái nguồn nước này cho các bác xem bằng bút thử nước và bằng máy điện phân nhé. Đây các bác, trước mắt các bác đây là hai cốc nước em vừa mới lấy xong, một là nước RO em lấy trực tiếp từ sau cái màng RO nhé, đấy chứ không phải lấy trên vòi, và thứ hai là nguồn nước máy. Đấy thì em sẽ sử dụng cái bút thử nước. Đấy, bút này thì cho ra cái độ chính xác tương đối cao. Đây, bút thử nước của Xiaomi nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng nhé. Đây, giờ em sẽ bật nguồn lên cho các bác xem này. Đây, đấy nó hiện lên là 0 ppm nhé. Đấy, bây giờ em sẽ trực tiếp em đo
vào cái nguồn nước máy. Đấy, cho các bác xem là nó hiển thị lên số là bao nhiêu nhé. Đấy các bác thấy không? Đấy. Khi mà đo vào nước máy này thì nó hiển thị lên là 90 các bác nhé. Đấy, hiển thị lên là 90 91 này. Đấy các bác nhìn rõ chưa? Đấy. 91 nhé. Rồi. Giờ sẽ là nước RO. Các bác thấy chưa? Đấy, nước qua mạc qua RO thì nó chỉ có là 2, 3. Gọi là 3. Đấy. Đấy chỉ số chuẩn của nó là dưới 5 các bác nhé. Đấy, dưới 5 ppm có nghĩa là dựa phần triệu đấy. Đấy có nghĩa là 5 phần triệu. Ấy. Đấy đây là 3 phần triệu. Có nghĩa là nó nằm ở trong cái khung từ 0 đến 5 đổ về, có nghĩa là nước sạch tinh khiết. Rồi. Đấy. Thì đây là cái bút thử nước nhá. Đấy của Xiaomi. Đấy. Rồi đến tiếp theo em sẽ có một cái bài test nữa để cho các bác nhận biết được cái nguồn nước sạch tinh khiết thì nó như thế nào, và chúng ta lấy nước sạch tinh khiết chúng ta lấy từ sau màng RO nhé, chứ không phải là lấy qua cái vòi chúng ta uống nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ để hai cốc sát vào nhau này. Đây, đây là cái máy điện phân các bác nhé. Đấy, đây là cái máy điện phân. Đấy thì cái máy điện phân này thì nó sẽ có cái tác dụng là khi mà chúng ta cái nguồn nước nhá, em nói đơn giản này, cái nguồn nước mà có tạp chất thì khi mà cho cái máy điện phân vào thì nó sẽ có các cái tạp chất nó được kết tủa lại, nó đọng lên trên phía trên của máy nhá. Đấy, còn nếu mà nguồn nước tinh khiết thì gần như là nó sẽ không có. Đấy, cái cốc nước RO này nó hơi đầy một chút nhá, thì em san nó ra, em xa nó ra một chút để cho nó dễ sử dụng. Rồi. Rồi, đây hai cốc nhé. Giờ em sẽ cho cái máy điện phân vào. Đây. Đây thì các bác cùng chú ý quan sát nhé. Đấy, các bác cùng chú ý quan sát. Rồi, em sẽ cấp nguồn cho nó. Em sẽ cấp nguồn cho cái máy điện phân này nhé. Đấy, và em sẽ bật công tắc này để cho nó hoạt động này. Đấy, đèn đỏ đã báo này. Đấy các bác thấy nhé, đèn đỏ đã báo này, đây đang hoạt động này. Đấy, ở bên cái cốc nước máy này, đấy các bác có thể quan sát này. Đây. Ở bên cái cốc nước máy này thì hiện tại là các bác đã nhìn thấy chưa? Nó đang sủi lên các cái tạp chất màu vàng đấy nhá. Đấy. Nó đang sủi lên các cái tạp chất màu vàng. Đấy, rồi em sẽ để nguyên như thế này cho các bác xem. Đấy, các bác quan sát, em quay thật gần luôn nhé. Đấy, em quay thật gần cho các bác quan sát. Đấy, thì các bác quan sát, các bác đánh giá thì nó mới chính xác. Chứ còn bản thân em thì em giới thiệu đến các bác thì có thể nhiều bác không tin. Đấy, nhưng mà đấy, bản thân đây, trực tiếp đây. Đấy, em quay trực tiếp nhé. Đấy, không hề có chỉnh sửa hay có bất kỳ một cái gì khác can thiệp vào cái video này cả nhé. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, khi mà bật lên một chút thôi, bây giờ được khoảng chưa được một phút đây, thì cái cốc nước máy này, các bác nhìn rõ cho em nhé, cốc nước máy này, đấy, nước đã chuyển sang màu vàng và đã có tạp chất xuất hiện ở trên rồi. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đã có tạp chất xuất hiện trên, và cái cốc nước RO đây gần như không có gì thay đổi. Đấy, có nghĩa là cái nguồn nước tinh khiết đấy của chúng ta là đang được đảm bảo. Bởi vì là cái máy lọc nước này hiện tại em đang sử dụng cái màng RU down. Đấy, màng RU down nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ nhá, thì nó sẽ cho ra cái chất lượng nước cực kỳ tốt. Đấy, các bác có thể xem clip các bác biết rồi. Đấy, rồi nhá, em tắt đi. Đấy, còn đây là nguồn nước máy để chưa được qua xử lý. Đấy, thì các bác thấy này. Đấy, vàng khè luôn. Đấy, và tạp chất nó đọng lên trên đây này. Đây, bên này thì gần như không có gì nhá, hơi sủi tăm một tí thôi, nước trong vắt. Đấy thì qua cái clip này thì em muốn gửi tới các bác đó là với nguồn nước sạch đấy, với sử dụng cho gia đình thì chúng ta phải cần đến những cái nguồn nước sạch tinh khiết. Đấy, và muốn được có nguồn nước sạch tinh khiết thì chúng ta phải sử dụng cái màng lọc tốt. Đấy, hiện nay thì có rất nhiều loại trên thị trường đấy, nhưng mà cái màng lọc RO down của Mỹ đấy vẫn là cái loại số 1 nhé.
đấy vẫn là lựa chọn số 1 của tất cả chúng ta. Đấy, ngoài ra màng của Hàn Quốc nó cũng tốt, nhưng mà nói chính xác thì không thể tốt bằng cái màng RDAO của Mỹ được. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai thì chúng ta lên sử dụng một cái bút thử nước nhé. Đấy, để chúng ta có thể đo test nhanh được. Đấy, như vừa nãy em đo con này thì cái nước RO này thì nó chỉ là 3 phần triệu. Đấy, còn cái nước máy này là 91 phần triệu. Có nghĩa là khi mà qua xử lý qua màng RO thì nước đã gần như về tinh khiết. Nếu mà về không thì là tinh khiết. Đấy, nhưng mà trên thực tế thì những cái máy về mà đưa được về không ấy, thì là những cái mà sản phẩm mà được dùng trong bộ y tế, ví dụ thế, những cái máy sản phẩm đặc biệt đấy, người ta thiết kế riêng thì nó mới đưa về không được. Còn lại tất cả hiện nay trên thị trường thì từ 0 đến 5 đấy là đạt chuẩn của bộ y tế rồi. Đấy, thì trước tiên là chúng ta phải có cái bút thử nước này và cái máy điện phân này. Đấy, thì cái máy điện phân này thì nó sẽ đưa cho chúng ta một cái kết quả thực tế hơn. Đấy, ví dụ như chúng ta đang sử dụng ở nhà đúng không? Đấy, thì chúng ta test thử cái nguồn nước đầu vào và nguồn nước qua màng RO là chúng ta biết ngay được là cái nước này nó có được xử lý tốt hay không. Ví dụ như cái máy của nhà bác mà không đạt chất lượng nhé, thì khi mà chúng ta điện phân như này thì nó vẫn bị sủi bọt hoặc là vẫn bị các cái tạp chất như thế này nhé. Đấy, nhưng mà cái màng RO tốt thì chúng ta sẽ xử lý được cái nguồn nước tinh khiết. Đấy, thì đây là cái máy điện phân nhé. Thì máy điện phân này thì nó sẽ gồm có 4 điện cực này, 2 điện cực nhôm và 2 điện cực kim loại sắt nhé. Đấy, thì khi mà điện phân vào thì nó sẽ, nếu mà cái cốc nước nào mà có tạp chất thì nó sẽ bị kết tủa và nổi ở trên đây. Đây, ví dụ như cái này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó kết tủa lên trên, tạp chất rất nhiều nhé. Đấy, thì các bác mà muốn sở hữu một cái máy điện phân như thế này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628. Đấy, thì ngoài ra thì em có cả bút thử nước này với cả cái màng RDAO nhé. Đấy, cái màng RDAO thì các bác muốn lấy hàng chuẩn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Đây, thì nhân tiện đây em cũng giới thiệu luôn đến toàn thể các bác cách nhận biết cái màng RDAO chuẩn các bác nhé. Đây, thì cái màng RDAO chuẩn thì trước tiên các bác nhìn nhé, cái phần tem này. Đấy, đây là cái phần phần đầu nhé. À, đây là cái phần đầu chứa hai cái gioăng cao su này. Đây là cái phần đít này. Đấy, thì cái chiều lắp của cái màng RO này thì sẽ là cái đầu gioăng cao su này chúng ta lắp đi vào trong cái cốc lọc. Đấy, thì các bác nhìn tem như thế này gọi là tem thuận nhé. Đấy, như thế này gọi là tem thuận. Đấy là cái nhận biết thứ nhất này. Bởi vì cái hàng giả thì cái tem này nó sẽ ngược lại. Tem nó sẽ ngược lại như này. Đấy. Còn màng xịn thì trước tiên là cái tem này nó sẽ thuận như thế này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bác nhé, cái phần quấn của cái màng RDAO này nó sẽ là 13-14 vòng và cái lớp quấn của nó sẽ không đều nhau các bác nhé. Đấy, đầu này bị lồi ra này. Đấy, một đầu lồi một đầu lõm. Đấy, có thể là đầu này lồi, có thể đầu này lõm hoặc ngược lại nhé. Đấy, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa này, các cái lớp cuốn này của nó này, cái màu của cái màng RDAO sẽ là màu hơi vàng nhạt nhé. Đấy, chứ nó không phải là màu trắng tinh như các loại kia. Đấy, và cái cách nhận biết tiếp theo đó là chúng ta có thể tải cái ứng dụng quét mã vạch chúng ta về check trực tiếp sản phẩm nhé. Đấy, và cách nữa là chúng ta có thể bóc cái tem này ra. Đấy, thì nó sẽ có cái chữ dòng chữ tem vỡ đấy ở bên trong. Đấy, thì là nó là màng chuẩn chính xác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về màng RDAO này đấy và máy điện phân đấy để kiểm tra nguồn nước sạch đấy cho gia đình nhà mình đấy, rồi tất cả linh phụ kiện của máy lọc nước đấy, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Bên em có đầy đủ tất cả các linh kiện thay thế sửa chữa cho máy lọc nước và em cam kết là hàng chính hãng 100%. Đấy, nếu mà sai các bác có thể trả hàng hoàn tiền. Đấy, vâng. Đấy, em xin chào và ơn toàn thể các bác nhé. Các bác thấy clip này hay bổ ích thì các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em nhé. Và em xin chào toàn thể các bác.